Thưa quý vị, vài bài thơ như trên được tô điểm bằng một số hình ảnh hoa mỹ trừu tượng. Thực sự không có nhiều trong toàn bộ 5 tập thơ CD của Suma Trinh Hai. Phần lớn số thơ còn lại đều giữ nguyên phong cách nguyên thủy với những nét đặc thù là hồn nhiên, nhân bản, giản dị và hiện thực. Về phương diện thuần túy văn học, nếu người thưởng ngoạn cảm thông được với tác giả và thấy thích thú thì điều này có thể coi như là thành công. Nhưng đây là xét theo khía cạnh thế tục. Còn việc phê phán xem một tu sĩ Phật giáo có nên phơi bày đời sống tình cảm riêng tư của mình cho đệ tử và quần chúng biết hay không là quan điểm riêng của mỗi người, mỗi Phật tử và mỗi tăng ni. Trong nội bộ Phật giáo, như chúng ta đã biết, đã có nhiều cuộc tranh cãi về cái phá chấp của Suma Trinh Hai trong lề lối tu hành và lề lối truyền pháp. Nay, nếu phá lệ làm thơ và phổ biến cả thơ tình lẫn thơ đạo thì Suma Trinh Hai có lẽ cũng chỉ là một việc phá lệ nhỏ trong cái phá chấp lớn trong việc tu hành mà thôi. Kính thưa thiền sư, thưa các bạn thiền tu, trước khi chấm dứt bài nói chuyện này, tôi muốn nói lên một điều tâm nguyện. Là một người từng ngưỡng mộ thi sĩ Vũ Hoàng Chương và thi sĩ Đinh Hùng từ 30-40 năm trước, tôi rất cảm động khi được nghe lại những bài thơ của hai nhà thơ lớn này trong hai CD do chính thiền sư ngâm diễn. Tôi rất mong các nhà thơ lớn khác của Việt Nam cũng sẽ lần lượt được thiền sư đưa vào CD hay cao hơn nữa vào CD-ROM. Xa hơn nữa, tôi còn dám mong với khối đệ tử tâm thành mẫn nhuệ và dưới sự bảo trợ của thiền sư, một đại tác phẩm về Việt Nam sẽ được ra đời để nói lên trọn vẹn cái bi đát của cuộc chiến huynh đệ tương tàn, nói lên trọn vẹn cái vĩ đại của khổ đau mà dân tộc Việt Nam đã gánh chịu suốt nửa thế kỷ. Một đại tác phẩm có tầm cỡ như một Dr. Zhivago hay một đại loại như một Việt Nam cuốn theo chiều gió là mộng ước của tôi. Và đại tác phẩm này vẫn còn thiếu vắng trong toàn bộ nền văn học Việt Nam trong 50 năm qua. Và trong niềm ước mơ đó, tôi xin chấm dứt bài nói chuyện này. Xin kính chào thiền sư. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trước khi chuyển mục, tôi xin mời Kiều Loan, Đan Hùng và nhạc sĩ đàn tranh Tạ Như Việt và đàn bầu của Bích Thuận để ra trở lại sân khấu. Chào quý vị. Riêng tiếng sáo hậu trường đệm thơ cho Kiều Loan và Đan Hùng là tiếng sáo Nguyễn Đình Nghĩa. Nhạc sĩ Nghĩa sẽ xuất hiện trong phần cuối của chương trình. Thưa thiền sư, thưa quý vị, tôi vừa giới thiệu với quý vị về thơ của một nhà thơ đã từ bỏ cõi ta bà, bước vào đất Phật, nơi trụ trì của những thiền sư và Bồ Tát. Bây giờ tôi làm một việc ngược lại, là giới thiệu một nhạc sĩ danh tiếng mà trong chỗ thân tình chúng tôi gọi ông là Bồ Tát Đọa. Thưa quý vị, vị Bồ Tát Đọa này chính là nhạc sĩ Phạm Duy. Phạm Duy nói với tôi là ông chưa vội lên Niết Bàn. Tôi sẽ nói tại sao. Ông muốn xuống thêm một kiếp trần gian nữa để hoàn tất một sự nghiệp mà ông cho là còn bỏ dở.
Mặc dầu ông đã cống hiến cho chúng ta cả ngàn bài ca trác tuyệt, từ tình ca đôi lứa tới tình ca quê hương, từ những bài ca chiến tranh đến những bài ca hòa bình, từ đạo ca thiền ca lại tới đến tục ca, từ bé ca nữ ca đến lão ca rong ca, cho những người, cho những mối tình giả. Riêng về những bài ca tâm linh, Phạm Duy đã sáng tác và phổ biến tới 50 bài. 10 bài đạo ca phổ từ thơ của Phạm Thiên Thư, 10 bài tâm ca do ông làm nhạc và làm lời luôn, 10 bài thiền ca do chính Phạm Duy cũng làm nhạc và lời, 10 bài rong ca cũng do Phạm Duy làm nhạc và làm lời, và gần đây nhất là 10 bài chúa ca phổ từ 10 bài thơ của Hàn Mặc Tử. Hôm nay Phạm Duy sẽ nói về thơ và nhạc tâm linh. Xin mời nhạc sĩ Phạm Duy.